này là lúc mình nói nè, mình nói là mình đưa cái miệng mình vô cái chỗ cái khung này nè, mình nói, mình muốn nói gì cũng được. Đó, xong, bấm vô đây xong nha, à, mình nói trong đây, xong giờ mình muốn phát lại là mình bấm cái chỗ này là cái nút play nè. Đó, lúc này là mình phát lại, à, còn mình muốn tắt là bấm nút chuyển này nè.